Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế nhằm giải tỏa những nghi vấn và lo lắng của toàn thể giới quan chức sau thông báo không tiếp tục làm Thủ tướng Campuchia và con trai Hun Manet sẽ lãnh đạo chính phủ mới. Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã khẳng định, ngoài bộ máy chính phủ Hoàng gia mới, các vị trí nhân sự lãnh đạo trong hệ thống chính quyền ở nước này đều được giữ nguyên chức vụ đương nhiệm. Trong thông điệp, Thủ tướng Hun Sen cho biết đội ngũ quan chức lãnh đạo tiếp tục tại nhiệm, bao gồm giới chức trong hệ thống hành chính đang giữ các vị trí, chức vụ quốc vụ khanh, phó quốc vụ khanh, cố vấn chính phủ hoàng gia, người đứng đầu và cấp phó chính quyền cấp tỉnh và quận, huyện. Vị trí lãnh đạo từ cấp tổng cục đến cấp phòng trong hệ thống hành chính, cũng như giới chức lãnh đạo, sĩ quan, lực lượng công an, hiến binh. Ông Hun Sen bày tỏ kỳ vọng Thủ tướng và các bộ trưởng nhiệm kỳ mới quan tâm thực hiện quy trình tái bổ nhiệm để các quan chức đương nhiệm tiếp tục làm việc. Liên minh châu Âu-EU thông báo đã ngừng mọi hợp tác an ninh và hỗ trợ tài chính cho Niger liên quan tới tình hình bất ổn tại quốc gia Tây Phi này. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, viện trợ tài chính cũng như mọi hợp tác an ninh đã bị ngừng vô thời hạn. Quan chức này cũng khẳng định EU sẽ không công nhận chính quyền được thành lập sau vụ đảo chính, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Mohamed Bazoum là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Niger. Bên cạnh đó, EU sẽ ủng hộ các quyết định được đưa ra trong thời gian tới của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, ECOWAS, liên quan tới vấn đề Niger, bao gồm cả khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi AU cũng đã yêu cầu các binh sĩ đảo chính tại Niger trở lại doanh trại ngay lập tức một cách vô điều kiện, đồng thời khôi phục chính quyền hợp hiến trong khoảng thời gian tối đa là 15 ngày. Ngân hàng Heartland Tri-State thuộc bang Kansas của Mỹ đã mất khả năng thanh toán và cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ FDIC đã tiếp quản ngân hàng này. Như vậy, đây là ngân hàng thứ tư của Mỹ sụp đổ sau First Republic, Silicon Valley và Signature Bank, gây chấn động ngành ngân hàng Mỹ. Hiện cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang đã đồng ý tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi vào ngân hàng trên để bảo vệ khách hàng, đồng thời tiến tới thỏa thuận bán lại cho Green First Bank, một ngân hàng khác cũng đặt trụ sở tại bang Kansas. Theo cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ, Heartland Tri-State Bank có tổng tài sản khoảng 139 triệu đô la Mỹ và tổng tiền khách hàng gửi khoảng 130 triệu đô la. Cơ quan này và Green First Bank sẽ ký kết thỏa thuận để chia sẻ các khoản lỗ và cùng chịu trách nhiệm về khả năng thu hồi nợ. Hôm qua đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, làm 10 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương. Phát biểu với báo giới, thống đốc tỉnh Narathiwat, ông Sanon Pongason cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ nổ được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép khi thi công sửa chữa nhà máy này khiến nhà kho chứa pháo hoa phát nổ. Bên cạnh con số thương vong kể trên, đã có khoảng từ 500 đến 800 người sống gần nhà máy này phải di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời. Trong khi đó, một số nạn nhân chưa được xác định vẫn đang bị mắc kẹt trong các khu nhà gần hiện trường và các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm cách đưa những người này ra ngoài. Khoảng 200 nhà dân ở khu vực này đã bị hư hại. Trong năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản đã giảm, đánh dấu năm thứ hai giảm liên tiếp. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tuổi thọ trung bình của nữ giới giảm 0,49 năm so với mức của năm 2021, xuống còn 87,09 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của nam giới giảm 0,42 năm, xuống còn 81,05 tuổi. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, các trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19 là một yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tuổi thọ này. Tuổi thọ trung bình của người Nhật có thể tăng trở lại khi đại dịch giảm bớt. Mặc dù vậy, hồi năm ngoái, tuổi thọ của nữ giới Nhật Bản vẫn ở mức cao nhất thế giới, trong khi tuổi nam giới Nhật Bản xếp thứ tư, giảm một bậc so với năm trước, sau Thụy Sĩ, Thụy Điển và Australia. Một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ngút tầm mắt được trồng trái mùa ở bang Kansas của Mỹ đang là địa điểm thu hút đông đảo du khách từ mọi nẻo đường tới chiêm ngưỡng. Vốn là loài hoa được xem như biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu, cánh đồng hoa hướng dương này còn là một món quà đặc biệt của một nông dân ở Kansas dành tặng người vợ yêu dấu nhân kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Ông Lee Wilson, một nông dân ở thành phố Brad, bang Kansas, đã nảy ra ý tưởng trồng hoa hướng dương khi cân nhắc xem món quà nào có thể thực sự thể hiện tình yêu dành cho người vợ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới vào tháng 8 tới. Chính xác là 1,2 triệu bông hoa hướng dương, tức trung bình 15.000 bông hoa trên 0,4 hectare. Dưới sự giúp đỡ của con trai, ông Lee đã bí mật gieo trồng từ tháng 5
và đảm bảo rằng đó sẽ là một bất ngờ thú vị cho bà Rainey. Cánh đồng hoa của ông Wilson hiện đã trở thành thỏi nam châm, thu hút du khách tới để chiêm ngưỡng, cũng như ghi lại những khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ giữa biển hoa hướng dương vàng óng. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.